Chiều ngày 7 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã họp trực tuyến với 10 huyện, thị xã, thành phố về triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh, hiện trên địa bàn tỉnh đã có nhiều trường hợp F1, F2, nguy cơ lây lan dịch cao. Vì vậy, các địa phương cần chủ động quyết liệt công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm công điện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống dịch COVID-19 và cụ thể hóa ở địa phương mình. Nêu cao vai trò của cấp cơ sở trong công tác phòng chống dịch, trong đó cần có sự phân công cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân, xây dựng kế hoạch phòng chống dịch khả thi theo diễn biến mới của dịch bệnh. Đồng thời, yêu cầu tổ phòng chống dịch COVID-19 cộng đồng phải tiếp cận sâu hơn nữa, các cơ quan, đơn vị địa phương phải tiếp cận đầy đủ thông tin để công tác phòng chống dịch hiệu quả. Đối với huyện Phù Cừ, xác định phạm vi địa bàn dịch bệnh trọng điểm, thu hẹp dần phạm vi giãn cách xã hội để dần ổn định cuộc sống, sản xuất trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Thị xã Mỹ Hào cần đẩy nhanh tiến độ truy vết các đối tượng liên quan các ca bệnh COVID-19 và xét nghiệm toàn bộ người dân, tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, rà soát nhanh chóng các trường hợp liên quan đến ổ dịch bệnh viện ca.